Hello, xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay là ngày 3 tháng 7. Ngày mai là July 4. Thì ông xã mình anh có mua ít đồ nè để mai bắt đầu mình tổ chức ăn nhậu. Thì một khoảng 100 mấy đồng, mà mình chỉ có trả 97 đồng thôi là mình xếp được tới 66 đồng 12 sen đây nè, nó có để này nè, là 66 đồng 12 sen ngay góc này luôn nè, đây nó có để ngay góc này. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Kìa, chỉ cái gì gì vậy. Ê, đừng có lại đem phát cho tôi có gì nhớ đem nha. Nè, bánh nè, ba có mua bánh cho con. Hồi nãy tính dặn ba nó mua bánh mà tới cùng ba nó cũng mua đồng rồi. Rồi đây là cái nè, bánh nè, nè bánh luôn nè, nè. Thì em hay vô trong chợ để mua bánh đó cho con nó ăn á. Rồi bây giờ thì quay cho mọi người xem để mời ăn món gì nha. Bánh mì này của chai ảnh ngon lắm mọi người, bánh mì Pháp, bánh mì Pháp đó, cái loại này nè, để mình quay cho các bạn xem cái loại bánh nè. Nó ăn nó gọi là gì, sữa, nó làm sữa nhiều người ăn nó không bị cứng, khi mà các bạn nướng lại nó rất là mềm nè mọi người. Cái bánh nó hơi bự bự dài dài vậy nè. Nếu như các bạn mà ở bên Mỹ mà tiểu bang của mọi người vô chai hình á, mà mọi người không có mua bánh mì Việt Nam được ăn mà mình thấy là nó không ngon á, thì đừng có lại mua mấy cái loại bánh kia, nó mềm á, ăn không ngon. Cái loại này thì mình nướng lên nó cứng cứng ngon lắm, ngon, gọi là bánh mì Pháp ăn rất là ngon nè. Còn cái loại thứ này nè thì nó không có bằng cái loại này, thì hơi ruột đặc hơn, cứng hơn, bột nó hơi đặc hơn. Dạ cái nào, barbecue hả? À đây đây đây, có bịch barbecue nè, chiếc barbecue của anh hai nè, đó bịch chiếc barbecue nè cho anh hai nè. Con nói sao, khoanh tay lại đàng hoàng, giỏi. Rồi đi đi barbecue. Con này là sữa chocolate mi chocolate nè, Henry thích uống bữa sữa chocolate lắm, uống thơm lắm mọi người, bùi bùi thơm thơm bé béo đó. Wow, hôm nay gà xeo ông chồng mình nó mua tới 5 dĩ luôn, 1 2 3 4 5. Em ơi, tính nấu món gì mà mua tới 5 dĩ dữ vậy anh? Này là thịt gì đây, để coi thịt gì nha. Cái này là thịt heo, đây là đùi heo, đây là đùi heo mọi người. Này chồng mình đánh mua thêm một bịch đó nè. Hôm qua mình đi chợ mình mua mà mình quên quay video cho mọi người coi, là mình mua tới 200 mấy một xe luôn đó. Mà cái bịch này 60 mấy đồng hả nè mọi người, thấy không, cái giá của nó là 60 mấy đồng nè, mà giá giảm gọi là còn 20 mấy đồng là mọi người thấy không đó, quá đã luôn, nửa giá luôn, ăn đã luôn. Thịt cua này ăn mình nói thiệt chứ ăn COVID á, ăn cái COVID cái con mình nhỏ đỏ đó mọi người, không bằng con này. Con này ăn thịt ngon hơn, ngọt hơn mà nhiều thịt nữa. Ví dụ như mình không ăn á thì mình lột ra mình lấy thịt mình làm súp cua cũng ngon nữa. Bánh canh cua đó mọi người, làm bánh canh cua, súp cua đó. Còn cái con COVID á, các bạn chỉ ăn được cái mình của nó thôi, có chút xíu à. Con cô nương kia lấy cái củi tấn bỏ lại rồi bỏ leo bỏ chèo đó, cái đó là tập đó, cái đó là tập đó. Anh chỉ dành chỉ bợ đó thôi chứ đâu có đỡ lên đâu đó, mầm mầm đu lên á, bợ đó đâu, anh chỉ đỡ với sợ tới đu nó đeo đó. Trời ơi, quá trời quá đất. Rồi cái này là để mới ướp hay hôm nay ướp anh? Rã luôn ha, rã là lát ướp luôn đi, ngày mai nướng là nó thấm ngon lắm á. Chứ còn ngày mai lay quay mất công. Đâu, sao con sao hả? Đâu nói miệng nói sao? Nói sao nói lại coi. Ngộ lắm, chĩa cái máy quay vô là nghĩ nói chuyện à? Hả? Vậy đó hả? Đúng rồi, nói chuyện quá trời luôn. Đây, để mẹ ẩm này cho ba làm chuyện. Thôi kệ, tụi nó tới không á. Ok, hai trả cho bé nha, đi bé đi hai trả đi. Bữa nay mình ăn nhóm họ đi, rồi ngày mai mình ăn mâm cỗ. Giống Việt Nam đó mọi người, ăn nhóm họ trước đi con ha, mình ăn nhóm họ đi.
Chứ cua ngày mai là đâu có nướng hay làm gì đâu ha con ha. Ngày mai là đồ ăn ngập tràn. Hôm nay mình ăn nhóm họ. Thơm quá. Để một lát mình chấm với muối tiêu chanh đi. Ăn muối tiêu chanh. Hay, bây giờ ông xã mình ảnh sẽ ướp nha mọi người. Cái này là gừng, gừng với lá chanh. Cái này là để anh hấp cái này phải không anh? Anh luộc cái này hả? Ướp thịt hả? Cái này là nước sốt. Cái nước sốt mà họ bán sẵn đó mọi người. Nó chua chua. Rồi nó có cái gia vị trong đó, nước tương, nước này kia nọ đầy đủ hết đó. Giờ ông xã mình ảnh sẽ ướp cái này trước. Anh sẽ ướp cái này để thứ bảy này anh mời bạn lại chơi á. Cho nên bây giờ mình không có thời gian á thì mình ướp trước. Xong cái mình kêu anh xã mình anh ướp đi, cái sáng mình bỏ vô đông đá. Rồi xong rồi thứ bảy mình bỏ ra cái mình nướng. Đó, tiết kiệm được thời gian. Đó. Còn một phần á thì ngày mai sẽ nướng ăn. Đây, thịt đã chuẩn bị xong. Ướp xong hết rồi nè. Đó, hấp dẫn chưa? Quá trời hấp dẫn. Còn cái phần xương thì đang nấu súp. Lát nữa cho Henry ăn súp. Đó. Cái củ lẳng được hai cái củ lẳng rồi. Ngày hôm nay sẽ ăn gỏi cuốn nha cả nhà ơi. Thịt luộc thôi, đơn giản, gỏi cuốn thịt luộc. Rau trong nhà trồng nè cả nhà. Quá trời đã luôn ha. Nè, có rau găm, rau ngò ga, ngò không phải ngò ga, cái gì húng lủi, rau húng gai, rồi gì nữa, rồi dắp cá ha, rồi tí tô ở đây nữa nè. Mình cho các bạn coi cái lá tí tô của mình trồng nè mọi người. Trời ơi, cái giống tí tô này không biết bữa mình mua là cái loại nào mà nó to lắm mọi người. Đây nè, cho mọi người xem nè. Ồ, coi nè, có cái lá nè. Như cái chén luôn, bự hơn cái chén nữa. Nè mọi người thấy không? Thấy cái chén không? Đây là cái chén nè. Còn đây là cái lá tía tô nè. Trời ơi, coi nè. Đã ghê không? Quá trời bự luôn. Trồng mà ra mà thấy nó hết hồn luôn đó. Mình nghi ngờ là mình nó không biết có phải là lá tía tô hay không nữa đâu mọi người. Tới khi mà dò ra thờ hửi thì nó là mùi lá tía tô. Rồi cắt thêm miếng hành vô nữa để gói với rau ha. Đây là rau cải, salad mà salad bắp mọi người. Rồi ngày hôm nay sẽ ăn với cua. Cua này cua tuyết, cua tuyết không anh? Cua tuyết đó. Rồi hai, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mời cả nhà cùng ăn gỏi cuốn với hai vợ chồng em nha. Ăn tối. Hải em mệt quá, em lên em ngủ một giấc. Ông xã em cũng đợi. Ông đợi mọc rau luôn.
mà mệt quá, hai con mắt nó kiểu nó buồn ngủ mà nó mờ luôn mọi người. Thế xong cái thôi em đi, em lên ngủ. Biết sao tự nhiên nó buồn ngủ dữ. Giờ mình ăn cua tiết trước nha mọi người. Hôm nay nó giảm giá. Trời ơi. Cua càng cũng bự chứ ha anh ha. Mời cái nhà nha. Nè, để cho em mượn nguyên bộ. Nè, mùi. Rồi nha. Càng à. Có đợt á. Có đợt cái size nó nhỏ mà. Có đợt cái size nó nhỏ, đợt này cái size nó to dễ sợ. Nè, cái nhà nè, đã. Ôi, ai mà mê cua là chết. Qua bên đây là mình canh mấy cái mùa lễ như thế này nè. Cái mùa nó giảm giá, nửa giá thôi anh ha. Mới đầu là bốn mấy đồng, cái nó giảm nửa giá gì đó. Sáu mấy đồng. Không mấy đồng bịch ha. Còn mấy đồng. Còn nửa giá. Còn hai mấy đồng à. Cái này là rồi nó làm xong em con thịt nó mặn sẵn đây ha. Nó lúc mà ở trên tàu luộc nước biển mà nước biển nó hấp chung luộc, nó hấp vào nước biển. Tại vì mọi người thấy thịt nó ngon, nó ngọt mà nó có cái vị mặn nữa, không cần phải chấm muối luôn á. Anh chỉ chấm tiêu chanh thôi. Quậy thêm miếng tiêu chanh, bỏ muối tiêu chanh nó thì nó mặn. Tiêu chanh với ớt đó người, quậy miếng chanh miếng ớt. Còn không muối gì để chút xíu cho nó có vị thôi. Mà ngon, cái này mà ngon. Này muốn làm vậy thì cầm. Em nghĩ là không cần muối tiêu chanh mà kiểu mình làm gia vị mình xóc vô luôn cái này đúng không anh? Thường á, nó bỏ miếng bơ. Miếng bơ xào xóc lên cái này luôn cho nó thấm gia vị luôn á, kiểu nó mặn mặn luôn đây nè. Ngon. Cái mùa mà bắt đầu nó giảm giá này cái mình kêu ông xã mình mua về hai chồng ăn. Thịt quá trời luôn. Giờ qua đây biết cách lột cua, trước đâu biết không ăn hả, cắn bấy bá hết. Đây bây giờ tới cái càng nha. Đây, đó. Què. Ủa cái què, đúng rồi, què. Nè. Này cả nhà. Quá đã. Chấm vô nước món chua ngọt kìa. Dính nha, chấm vô món chua ngọt dính nè. Nè. Nó chắc quá là lột nó không ra. Nhưng mà không. Chắc vừa vừa vậy thì lột ra. Phải ăn là ba lột rồi. Nó ba lột rồi, ba lột ra thịt rồi. Thích nhất là cái cảm giác mà ăn cua tiết. Ba ăn miếng đi. Ba ăn nè, ba đang ăn của ba mà. Cái này của Henry. Ba ăn. Để mai. Để đi. Nãy giờ nó đợi cái là nó làm biến. Quê. Kiểu bị quê luôn. Trời đau quá quê. Nè, bóc ra như nè. Đây, hai miếng thịt chà bá lửa luôn. Hôm bữa mình ăn cái gì? Thịt bò. Cái bị dị ứng cái mình nó chờ lên qua Mỹ mà dị ứng ngu quá trời ngu. Rồi, nó đánh đồ biển bây giờ đó. Mình nói chạy qua Mỹ mà ăn dị ứng thịt bò là quá trời ngu. Nói lựa cái gì không dị ứng. Ví dụ như đại loại là dị ứng sầu riêng chẳng hạn. Tại vì sầu riêng ở bên đây nó mắc. Ở Việt Nam nó đã mắc rồi, nhập khẩu qua đây là nó còn mắc nữa. Ví dụ như dị ứng sầu riêng chẳng hạn, dị ứng vậy thì mình đỡ khỏi ăn. Kiểu vậy đó. Trời ơi. Dị ứng cua, dị ứng bò, còn không dị ứng bơ cũng được, dị ứng bơ để khỏi ăn bơ để đỡ phải mập cũng được đi, mình lựa cái dị ứng thịt bò, dị ứng ngu quá, cái mình nói gì,
nhưng mà nay mai mình cũng ăn lại, nhiều khi ăn trúng nhầm cái con bò nó bị tháng hai tháng à, lâu lâu bị gà anh bị ngày xưa bị quạ vậy đó. Mọi người biết bữa đó ăn ông dị ứng nổi bề đai khắp người khắp mặt luôn. Lâu lâu nó đổi trời, cái người mà nó bị đổi á. Ừ, cái nó nổi mà nó nổi khắp cái mặt ông luôn, đỏ la luôn. Thời gian mà dính cá tùm lum á, dính đủ đủ à. Đủ loại. Ê, xúc đi. Nó bị xúc rồi. Mẹ nó cái kè nó đẩy nó bùng. Thịt, quá trời thịt. Hồi lúc ở Việt Nam á, mình nghe nói mình đi siêu thị mình thấy họ làm thanh cua rồi á. Thấy hai bên màu đỏ mà mình không biết thanh cua là cái gì. Mà giờ mình ăn con này mình mới biết thanh cua là nó làm từ cái này nè. Hai bên màu đỏ xuống rồi. Rồi thôi, giờ ăn cái cuốn cái đi. Lát ăn cua tiếp. Giờ mình ăn cuốn với cả nhà cái đi. Cái lá chà bá lửa luôn. Cái lá này hả? À, giống lá giả vậy, dễ sợ luôn rồi. Nhìn nó bự quá, nhìn cũng sợ sợ. Cái này là mình trồng á, mình thì mình mới dám ăn nha. Chứ ở ngoài chợ nhiều khi hả, thấy cũng sợ sợ, sợ người ta bón phân á nha. Đúng không ạ? Nó bán một cây vậy đó là mình phải mua hết. Trời ơi em. Cây vậy mình mua hết cái mình ăn đâu có kịp đâu cả nhà. Ồ húng nè. Húng 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 nhà em nè. Đã. Thơm. Nó nhân dẻo. Dẻo. Mà nó nhân dẻo đâu có làm dẻo vậy. Nó nhân dẻo làm cái nhánh này. Không, nó dẻo lắm luôn à. Nó làm mỏng đâu giờ làm vậy. Ừ. Mọi người thấy không? Cao không? Đó giờ em biết là cuốn ở đâu giờ lục bún rồi. Ừ. Lá ớt. Cái này lá ớt á. Ừ. Đó. Lá ớt thì vậy nè. Lá ớt ăn rất là tốt. Người ta nói ăn trái ớt thì nó nóng nhưng mà ăn lá ớt thì nó là mát nè. Nó không trị nhiều bệnh lắm. Ừ. Đủ bệnh á. Trị bá bệnh luôn á. Giống như là một cái loại cây mà nó bị độc á, là trên cái thân cây của nó sẽ có một cái vị thuốc. Một thích à, đó nè, ẩn lá này. Nè, lấy rồi nè. Đâu? Nó lấy bỏ đây nè, bỏ dưới nè. Nó to dễ sợ. Nè, bỏ một cái nè, bỏ một cái. Gói nhiều nhiều quá, gói xà lách nhiều nhiều cho nó đừng có bị đắng nhẫn. Ừ, xích nhẫn mà. Gói nguyên một cái miếng rồi, cho bá lửa luôn. Qua bên đây á, ăn cái xà lách này nó rẻ lắm cả nhà. Nó vừa giòn mà nó vừa rẻ. Ngon lắm. Một bắp chỉ có đồng mấy, hai đồng à. Đồng mấy, một đồng mấy chục sen á. Thì tính coi như hai đồng đi, cho hai đồng đi. Mà ăn nó giòn, ngọt, nó nhiều thịt. Còn ở Việt Nam mình có một cái loại xà lách. Là cái loại xà lách đó là loại xà lách mỏng. Thì cái loại đó thì bên đây họ không có giống bán nha. Họ không có bán cái loại đó. Chứ chắc có lẽ là ở bên đây dân người ta không có thích ăn cái loại đó. Tại vì nó mỏng lắm, cái nhà nó mỏng giống như cái lá này vậy nè. Cho nên Mỹ họ không có chuộng, không có ưa chuộng, cho nên không có ai bán hết trơn á. Chứ nếu như mà cái loại giống cái giống salad của Việt Nam mình đó mà ngon á thì họ cũng sẽ nhập qua đây họ bán. Bây giờ á, mọi người đi vô chợ ha, là salad hay rau của Việt Nam mình là đầy trong chợ hết trơn. Những cái loại giống như là chấp cá, rau thơm rồi đó là bây giờ mọi người vô chợ là thấy đầy hết trơn, đầy đủ, không có thiếu cái gì hết trơn. Thằng chuối nó bán luôn. Vui lá chuối vậy đó, thằng chuối luôn. Lá chuối nó bán là chuyện bình thường đúng không? Ở bữa nay nó bán thân chuối mà vui lắm cả nhà. Mà cái mấy đứa đó nó thấy mình ăn thân chuối rồi nó biết là thân chuối vậy thôi chứ đâu có biết là thân chuối nào ăn được, thân chuối nào không ăn được đâu.
nó bán cái thân chuối mà cả nhà biết cái loại mà cái thân mà nó sắp mọc mọc buồn đó cả nhà, ở phía trong nó có cái lõi á. Mắc cười, em thấy cái chuối nó bên lớn này ha, mở trong cái lõi nó đã bên lớn này rồi cả nhà. Cái em nói chết bà này, ai mà mua cái này về ăn là làm sao ăn, khi mà mấy cái buồng chuối mà nó đã có lõi như vậy á, là cái sơ cái chuối á nó cũng dai lắm, cái bẹ của nó cũng dai lắm, ăn nó cũng ngon. Mà thân chuối là mình phải cắt bớt, mình phải dạt bớt của đầu mình mới ăn. Cái mình nói hả, nhiều ta nó bán 6 đồng phao cái gì đó, em nhớ là 6 đồng phao cái gì á, có khúc nhiêu đây là mười mấy đồng hả, sáu mấy bảy đồng á, mà khúc có nhiêu đây nè, khúc nhiêu đây nè, nó lỗi có nhiêu đây nè. Mà các bạn biết là khúc nhiêu đây mà lỗi nhiêu đây mà phải chi cái cây non á thì mình còn ăn được nhiều, còn cái đó mình xé bỏ chừng. Biết nó bắt được không hả? Mang đất lắm á. Người ta để nguyên cái người ta cắt mỏng, người ta làm gỏi làm đồ, mất gỏi cũng được. Em nghĩ nó già quá không muốn gỏi đâu, nó làm nấu giống như nấu con chua rồi. Thấy bớt cũng ăn tỉnh bờ như xưa, mấy cái lá chuối, thằng lá chuối tụi anh cũng cắt bớt gỏi rồi vậy. Vậy á? Da mình ăn nó còn giòn giòn, sụp sụm sụm. À, lại ăn nữa. Ăn xíu thôi. Chưa? Trời ơi, ngon quá. Ăn đang phải gọi là từ tốn. Thì ăn chút xíu cũng đắt hết. Ăn chút xíu mà chút xíu hết á. Kiểu vậy chứ không phải là ăn một ít luôn nha. Đây, trái giải nè cả nhà. Làm con thôi trái giải nè. Hấp dẫn ha. Cái thôi trái giải này hả? Ở của Nhi mua, bà không biết bà mua nhiều mà bà khen rẻ, bà nói rẻ cho nên bà mua. Rẻ chắc cũng 2 đồng mấy, 3 đồng á. Sale 2.99. Ừ. Giờ đang sale thường thường nó là 3.99, 4.99. Cái trái giải này á, không phải giải thiều, không phải cái loại trái giải màu đỏ đỏ như của Việt Nam mình đâu. Nó chỉ có như vậy thôi. Cái loại này thì nó không có ngọt lắm. Cái giống đỏ là làm thâu quá rồi. Ừ, cái giống này thì nó không có ngọt lắm nha cả nhà. Cái loại này thì ăn nó được thôi. Nhưng mà cái giải thì em lại thích ăn loại này. À biết sao? Nó ngọt quá, em ăn ngọt quá em bị chảy máu cam. Hồi lúc ở Việt Nam á em ăn ngọt quá em bị chảy máu cam cái này. Cái loại này nó có cái vị chát chát nhẹ. Cái này chắc của Thái Lan đem qua ăn hả? Ngon. Đây nó chậm vậy. Thường mấy cái giải rồi qua bên Hawaii đưa qua mà. Chậm hai loại. Lúc trước á là họ hay nhập của Thái Lan hoặc là Mexico anh ha. Bây giờ có nhiều loại trái cây ở Florida nữa mọi người. Florida của người Việt mình trồng á. Của đó nó thì cũng đầy. Ừ. Florida. Texas hay ha các bạn đó. Nó trồng mấy cái không? Đúng rồi, họ đem qua. Qua đây họ bán. Bán cho mấy chợ nhỏ nhỏ không cả nhà, giống như chợ Việt Nam rồi á. Chợ Việt Nam người Việt mình nó họ biết á, cái họ nhập về họ bán. Rồi tính ra là cũng có thêm nguồn thu nhập với cũng có thêm cái khoản gọi là kinh tế anh ha. Người ta trồng rau ở bên kia, người ta trồng cái bên này tiêu thụ. Cái hộp nhỏ xíu luôn nè, đó cái hộp đẹp thịt không luôn, mà cái này ăn không ăn họ ăn nhanh nhanh chứ không nên nó khô da hết không.
10 trái như một, hợp lý chưa? 10 năm lại rụng đầy hết luôn. Thì chỗ nào trồng nhiều quá thì nó lại vậy. Mình nghĩ em vô hái hái gì nó. Mình thấy nó dọn dẹp và rồi ong nữa, nó bu nó ăn. Rồi, video cũng khá là dài rồi. Xin phép mọi người kết thúc video tại đây nha cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Henry, đứng lên bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye bye. Đứng nào hoặc đại biểu. Đại biểu coi. Đại biểu ơi. Đại mẹ nó nghe nè. Làm mê chê cô chú ơi. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Bye bye.